Hello, xin mến chào tất cả anh em. Ngày nay tiếp tục em lại bóc hộp một con lân tiếng rất là cao cấp, dòng lân tiếng TD3000. Và đây là hàng chính hãng, có gửi đến cho một bác khách. Thì bác này bác ở xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Con lân tiếng TD3000 bên em đang bán với giá là 1.850.000 đồng. Thì cũng tặng anh một cặp giắc ca lông đó. Và đây là sản phẩm mới. Ok, dạ. Tất cả khi anh em mua thì đều là hàng bóc hộp chuẩn cho anh em đó. Để chúng ta về chúng ta lắp đặt nhé. Ở đây thì xốp bảo vệ, tháo ra xốp bảo vệ thì cũng rất là chắc chắn. Này là vận chuyển này, Quảng Ngãi thì chỉ mất độ tầm 3 ngày là tới thôi. Không, đây đều có sách hướng dẫn sử dụng hết. Sách hướng dẫn sử dụng này, ok chưa? Tem mác đầy đủ của anh em nhé. Hàng chuẩn, hàng này thì không có gì phải suy nghĩ. Sử dụng vào dây nguồn, hai chấu này, ok chưa? Và đây là đây là mặt con vang đây. Đây con vang anh em nhé. Tem bảo hành chống hàng giả. Và anh em để quét mãi rồi check bảo hành điện tử. Ok chưa? Con này thì nhìn nó quá là long lanh. Con này rất là đẹp. Đẹp tuyệt vời luôn. Hàng này thì rất là mỹ mãn. Đúng không ạ? Sử dụng Bluetooth là 5.0. Con này sử dụng Bluetooth 5.0. Anh em có thể thấy con này quá là chất luôn. TD3000. Chiết áp, chúng ta sẽ chỉnh loa trái, loa phải, từng loa một. Rất đơn giản thôi. Thì ok, ngay bây giờ mình sẽ cho lên. Cho lên kết nối luôn nhé. Và sẽ test video này không cắt ghép gì hết. Ở đây thì em sẽ đấu là vừa ra full, lại vừa đấu ra súp hơi. Để cho chúng ta cùng nghe con nào đánh rất là lực. Đây là được hai. Và anh em đấu vào channel 1 này và channel 2 nhá. Còn đâu đấu cổng súp thì chúng ta sẽ đấu vào cổng súp này. Đó, sẽ đấu vào cổng súp đây. Ok chưa? Đó, đấu cổng súp. Chúng ta có thể sử dụng bằng giắc ca lông hoặc giắc hoa sen. Đó, đều được. Điện nguồn. Và em sẽ cắm nhạc đầu vào. Nhạc đầu vào thì anh em sẽ cắm vào đường input nhá. Từ TV xuống. Đây thì em lấy từ điện thoại đây. Đó. Rồi sẽ bật công tắc nguồn lên này. Anh em thấy đẹp chưa? Đó, khi bật lên là đã có tín hiệu rồi đây này. Đó. Có tín hiệu rồi thì chúng ta sẽ chỉnh hết đến 12 giờ nhé. Sau đó thấy thiếu giải bass, thiếu giải check, cái thiếu giải nào thì chúng ta có thể lâng lên. Đó. Rồi, bây giờ sẽ bật đẩy lên này. Rất là đẹp đúng không ạ? Ở đây chúng ta có thể chuyển đèn nháy của Equalizer này. Ok chưa? Logo LX này. C1, C2. Đây là AUX. Đó. Rồi, giờ sẽ cho nhạc lên. Quá hay đúng không ạ? Anh em nghe ok chưa? Cho súp lên này. Đó, súp đánh rất là lực. Nhả ra này, không sử dụng lưng tiếng này. Không sử dụng lưng tiếng nghe nó không đục phê đúng không ạ? Không có lực đúng không ạ? Nhấn vào này. Anh em nghe khác biệt chưa? Chỉ cần nhìn vào cái đèn nháy này chúng ta đã biết rồi. Đó, chỉ cần nhìn vào cái đèn nháy này chúng ta đã biết rồi này. Nhả ra này. Đó, nhả ra tiếng nó rất là tối đúng không ạ? Nghe tiếng bass nó không được sâu, tiếng check nó không được lẩy, không được tan đúng không ạ? Đó, nhấn vào này. Khác biệt chưa? Quá tuyệt vời đúng không ạ? Tăng bass lên này, tăng check lên này. Tăng bass, tăng check. Anh em ở kênh 1 thế nào, anh em chỉnh thế nào thì bên kênh 2 em chỉnh như thế nhá. Ok chưa? Bây giờ sẽ giảm loa đi này. Đây là súp này, ok chưa? Ở súp càng tăng lên. Con này cắt súp rất là gọn anh em nhá. Đó, ở đây thì em đang chập bridge chơi trên cục đẩy 8004. Đó. Tắt đi này, đây là giảm đi này, tăng lên này. Tăng súp, anh em nghe tiếng súp đánh quá lực và nó cắt rất là gọn. Còn đây là âm lượng to nhỏ của súp. Ok chưa? X-Waver là cắt đó. Chúng ta cắt cái giải súp làm sao cho nó chuẩn anh em nhé. Ở đây thì em để tầm 10 giờ. 9-10 giờ thôi. Đây âm lượng thì to nhỏ đây. Đó, âm lượng to nhỏ của súp. Đó. Ok chưa? Nè rất là đã, giờ sẽ tăng full lên này. Ok chưa?
chưa? Tăng full lên này, tăng súp lên này. Đó, này nghe con gì bằng này. Quá đã đúng không ạ? Và rất là đẹp đúng không ạ? Con này ở đây nó hiển thị hai cột đèn nháy, đèn tín hiệu và ở ngay hai cái chiếc áp này. Chúng ta có thể chỉnh được từng loa anh em nhé. Đó, đây là mở to nhỏ từng loa một này, đây là loa trái này, ok chưa? Ok chưa? Anh em thích bạn nhỏ ngay trên con này cũng được. Ok, mẹ bạn nhỏ cũng được. Đó, đây là cái điểm rất là đặc biệt của con lân tiếng TD3000. Đó, tăng lên hết cỡ cũng được. Ok chưa? Đó. Đây là loa phải này. Ok chưa? Đó, ok chưa? Nghe khác biệt chưa? Tăng cả hai loa lên này. Quá là đã đúng không ạ? Này thì không có gì phải suy nghĩ nhá. Bị gút mà uống thuốc tây thì cả đời. Em sẽ tắt cái quảng cáo này đi nhá. Ở đây đang chơi trên điện thoại thôi. Rồi ok. Tăng lên này. Ok chưa? Này quá là chất đúng không ạ? Và anh em có thể chỉnh. Đó. Cái này khi mà chúng ta mà nhả ra. Đó, nhả ra thì nó sẽ cắt ở cái giải 100 Hz nhấn vào. Nhưng mà cắt ở cái giải 50 Hz anh em nhá. Ok chưa? Đây là tăng bass này. Lao mid là tăng bass đúng không ạ? Đó, tăng bass này, nghe khác chưa? Đó. Giảm bass đi này. Giảm bass đi này, mất bass đúng không ạ? Giảm check đi này. Đó, đây là giảm check nghe thì khác ngay đúng không ạ? Tiếng tối tăng bass lên này. Tăng check lên cho sáng tiếng này. Ok chưa? Nghe rõ ràng chưa? Nghe khác biệt chưa? Quá ok đúng không ạ? Nhả ra này, không sử dụng lưng tiếng này. Đó, nhấn vào, sử dụng lưng tiếng này, ok chưa? Đó. Thì con này sử dụng là rất là dễ anh em nhé. Về đây chúng ta có thể thấy đây. Đó. Phần tune này thì chỉnh biên độ tần số thôi. Đó. Thì về anh em có thể để cho em khi mà cho anh em hát karaoke cái phần tune này. Đó, phần tune này em để cho em tầm 11 giờ nhá. Đó. Còn bờ đốc sốc này chúng ta để cho em tầm 12 giờ. Rồi. Còn độ phần 2 mid cái giải cao này thì nó tùy từng loa. Loa nhà nó ra thì nó ít bát. Đấy, nó nhiều check chẳng hạn thì chúng ta có thể giảm check đi. Hoặc là nó nhiều bát quá, ít check thì chúng ta phải tăng check lên cho sáng tiếng đúng không ạ? Đó. Còn đây là đường input. Đó. Đường input này thì nó có rất là nhiều các chế độ chuyển nhạc đầu vào như USB, Bluetooth, cổng quang, AUX. Ở đây thì em đang sử dụng AUX nhé. Đó, đang sử dụng AUX. Ok chưa ạ? Đó, đây sẽ chuyển sang này là Bluetooth này. À, USB này. Ở đây sẽ ra là cổng quang này, AUX này. Đó, chúng ta sẽ nhấn cái này nhé. Anh em kết nối đầu chúng ta sẽ chuyển input đầu vào. Ở đó, rất đơn giản thôi đúng không ạ? Ok chưa? Thắp súp này. Đó. TD3000. Đó, hàng mới chuẩn chính hãng. Đó. Digital anh em nhé. Hàng này thì không có gì phải lăn tăn. Đó, rồi ok. Thì vừa rồi em cũng đã test xong. Đây là tiếng súp đây, bánh anh em nghe. Đấy, trực tiếp trên con lưng tiếng này. Anh súp quá là phê luôn. Thì bác nào có nhu cầu mua hàng thì gọi trực tiếp với bên em qua số điện thoại bên dưới. Ok, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại anh em ở video gần nhất ạ.